Ít nhất 15 người đã thiệt mạng và nhiều người bị thương sau khi xảy ra lở đất gây sập nhà do mưa lớn ở ngoại ô của thành phố Mumbai của Ấn Độ. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong các ngôi nhà bị bùn đất vùi lấp. Giới chức địa phương này cho biết nhiều người có thể vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát. Mưa xối xả trút xuống Mumbai trong 24 giờ qua đã gây ngập úng tại nhiều khu vực của thành phố, khiến dịch vụ đường sắt ngoại ô phải tạm ngừng hoạt động và làm tê liệt nhiều hoạt động tại trung tâm tài chính của Ấn Độ. Trong khi đó, thì tại Tây Ban Nha, nước này đã phải huy động tới 90 lính cứu hỏa cùng 6 máy bay chứa nước để kiểm soát một đám cháy rừng. Vụ cháy bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 và có thể xuất phát từ hành động ném thuốc lá cháy dở. Vụ cháy đã thiêu trụi hơn 400 hecta rừng và bụi cây cạnh trong công viên quốc gia, điểm du lịch nổi tiếng của Tây Ban Nha và khiến 350 người đã phải đi sơ tán. Cảnh sát cho biết là có thể truy tố hình sự bất cứ cá nhân nào vô ý gây ra vụ cháy rừng này.